AI và IoT sáng chế thùng rác thông minh bảo vệ môi trường. Sản phẩm thùng rác thông minh Magic Bin vừa mang về cho nhóm 3 sinh viên K14 Đại học FPT cơ sở thành phố Hồ Chí Minh gồm Trần Lê Duy, Nguyễn Mậu Hiếu và Lê Diệu Hoa giải 3 cuộc thi cuộc thi trình diễn và thuyết trình sản phẩm về IoT. IoT Showcast Contest 2019 lần đầu tiên được tổ chức giáo dục FPT tổ chức với mong muốn tạo sân chơi, kết nối những học sinh, sinh viên FPT Edu trên toàn quốc cùng có niềm đam mê công nghệ. Điều ấn tượng là các thành viên trong nhóm Magic Bin mới chỉ học năm nhất tại trường Đại học FPT. Tuy vậy, hội đồng chuyên môn của vòng chung kết cuộc thi IoT Showcase Contest 2019 đánh giá cao bản lĩnh của nhóm sinh viên này qua cách họ xây dựng, phát triển ý tưởng thông minh và nền tảng kiến thức vững vàng. Sản phẩm thùng rác thông minh Magic Bin của các sinh viên Đại học FPT sử dụng trí thông minh nhân tạo để phân loại rác tái chế và không tái chế nhằm giảm thiểu sức lao động của con người, xuất phát từ thực tế Việt Nam hiện đang là một trong năm quốc gia có lượng rác thải lớn nhất thế giới. Nhóm sinh viên Đại học FPT cơ sở thành phố Hồ Chí Minh đã lên ý tưởng và quyết định tạo ra sản phẩm thùng rác thông minh Magic Bin hỗ trợ phân loại và tái chế rác thải. Việc phân loại đúng rác thải sẽ góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí cho công tác thu gom và xử lý rác thải. Với những tính năng tiện lợi mà Magic Bin, thùng rác thông minh mang đến, sản phẩm này có thể đặt ở những nơi công cộng, nơi có nhiều người qua lại như công viên, đường phố, hay còn có thể đặt trong các tòa nhà như công ty, trường học. Magic Bin có khả năng định vị, nhận biết số lượng rác trong thùng rất thuận tiện trong việc thu dọn rác thải